Cái giá tiếp theo là giá CFR, CFR đúng không ạ? CFR sẽ bằng là gì? Giá FOB đúng không ạ? Cộng cho gì? Ở đây thì người người hai bên họ thống nhất cái điều kiện CFR dẫn đến là người mua sẽ mua bảo hiểm và không có nhờ người bán mua bảo hiểm, dẫn đến là chúng ta chỉ cộng cho gì? Cái cước vận tải chặng chính, cước vận tải chặng chính ở đây bao nhiêu? Nôm na chúng ta có là gì? 227 và phép 4 cộng cho F là chi phí vận tải chặng chính là bao nhiêu? 30 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được cái CFR sẽ bằng là gì? 257,4 257,4 đúng không ạ? Còn cái CF thì chúng ta có là gì? Chúng ta có thể áp dụng cái công thức là CIF đúng không? Được, trước chúng ta có là bằng C này cộng cho F này đúng không ạ? Cho F rồi trên 1 trừ cho R, trên 1 trừ cho R, R với R là tỷ lệ phí bảo hiểm đó đúng không ạ? Trong đó C là chính là giá gì? FOB này cộng cho gì? F là cước vận tải chặng chính này đúng không ạ? Mình cứ ghi ra đây cho các em dễ nhớ, chia cho gì? 1 trừ R thì khá đơn giản thôi. Chúng ta ráp số vào thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Tổng ra bằng bao nhiêu? 25 được đây tính ra rồi là nó bằng 258,7 đúng không? 258,7. Tương tự như vậy thì chúng ta có cái giá DDP. DDP là gì? Giá mà người bán phải đưa hàng hóa tới kho của người mua, và người bán họ phải làm thủ tục thông quan, không những là gì xuất khẩu mà họ còn phải làm thủ tục thông quan nhập khẩu. Thì chúng ta có là gì? DDP chính là giá ship này đúng không? Cộng cho gì? Cộng cho cái chi phí dỡ hàng. Ship có nghĩa rằng là giá của hàng hóa trên tàu tại cảng nhập đúng không, chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải chân chính. Rồi chúng ta bắt đầu tính tiếp để đưa cái hàng hóa tới kho của người mua, trên phương tiện vận tải tại kho người mua, thì thứ nhất đó là gì? Người bán họ phải trả cái phí gì? Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải đúng không ạ? Chúng ta có là gì? Phí dỡ hàng tại cảng dỡ hàng là bao nhiêu? 4 đúng không ạ? Cộng cho cái lệ phí thông quan đúng không? Sau khi dỡ hàng xong thì nó vẫn còn nằm ở cảng và nó tiến hành làm thủ tục thông quan nhập khẩu đúng không? Để làm thủ tục thông quan nhập khẩu thì thứ nhất là chúng ta phải đóng cái lệ phí thông quan nhập khẩu, và cái thứ hai đó là gì? Người bán họ phải đóng cái gì? Thuế nhập khẩu đúng không? Thì cái lệ phí thông quan nhập khẩu ở đây là gì? Bao nhiêu là 5 đúng không? Còn đợt trước mình nói rồi, thuế nhập khẩu sẽ bằng là gì? Trị giá tờ khai hàng nhập khẩu, mà trị giá tờ khai hàng nhập khẩu tính theo cái điều kiện thương mại quốc tế chính là gì? Giá ship đúng không ạ? Giá ship nhân cho cái gì? Nhân cho cái thuế xuất nhập khẩu đúng không ạ? Thuế xuất nhập khẩu ở đây là gì? 10% hay còn gọi là 0,1 đi, 10%. 10%. Đúng không ạ? Ở đây thì người ta không có rồi chi phí tiếp theo là gì? Sau khi làm thủ tục thông quan nhập khẩu xong rồi thì vấn đề gì? Sẽ vận chuyển hàng hóa. Sẽ vận chuyển hàng hóa này về cái vận chuyển hàng hóa này từ cảng nhập về dây kho của người mua đúng không? Chúng ta có chi phí vận chuyển trong nước đây nè, nhập khẩu là gì? Là 10, thì chúng ta sẽ tính ra được đúng không ạ? Với giá ship ở trên chúng ta có rồi là gì? 258,7 đúng không ạ? Cộng cho 4, cộng cho 5, cộng cho 10 phần 0,1 là cộng cho 20, 25,87 đúng không ạ? Đúng ta, 25,87 đúng không? Rồi cộng cho mấy nữa? Cộng cho cái 10 nữa. Cuối cùng nó bằng bao nhiêu đây? Hôm nay nó sẽ bằng chúng ta cộng lại đúng không ạ? Rồi tới đây chúng ta đã hiểu chưa? Có ai không hiểu chỗ này không? Các bạn nào thắc mắc chỗ này không? Chúng ta có nghe mình nói không? Dạ có thầy ơi. Rồi ok chưa? Tới chỗ này chúng ta đã nắm được chưa? Tính nó gọi là tỷ giá xuất nhập khẩu. Thì tỷ giá xuất nhập khẩu thì nó có hai loại. Chờ mình một phút nhé. Chúng ta thấy cái trên cái slide chưa? Xác định tỷ giá xuất nhập khẩu. Các bạn đã thấy chưa?
Thì tỷ giá xuất nhập khẩu thì nôm nôm na chúng ta hiểu là gì? Tỷ giá xuất khẩu là ở đây là gì? Là tổng chi phí bỏ ra bằng đồng Việt Nam để thu về một đồng ngoại tệ. Nôm na như thế này, khi mà chúng ta đàm phán liên quan cái đồng tiền tính giá đó thì thông thường hiện nay người ta sử dụng cái đồng là ngoại tệ, mà một trong những cái đồng mà chúng ta thấy rằng là Việt Nam chúng ta cũng như các nước khác trong vấn đề đàm phán liên quan đến vấn đề đồng tiền tính giá mà người ta hay lựa chọn đó là đồng đô la. Thì có một cái khái niệm là chúng ta phải tính cái tỷ giá xuất khẩu. Tỷ giá xuất khẩu này thì nó bằng tổng giá vốn hàng Việt Nam trên sàn Tàu chia cho số ngoại tệ thu được theo giá FOB ở cảng Việt Nam. Thì nôm na như thế này, tổng giá vốn hàng Việt Nam trên bàn tàu có nghĩa là gì? Trên sàn tàu tại cảng xuất, nôm na nó cũng là giá FOB, đúng không ạ? Nhưng mà giá FOB ở đây là tính theo đồng Việt Nam đồng. Còn chia cho số ngoại tệ thu được theo giá FOB ở cảng Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là hai bên họ thống nhất, nếu mà chúng ta là người bán, với vai trò là người bán có nghĩa là gì? Chúng ta là nhà xuất khẩu. Hai bên họ thống nhất cái điều kiện bán là điều kiện FOB, có nghĩa là người bán giao hàng lên sàn tàu, đúng không ạ? Thì trong cái đơn giá đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ ghi, được trước mình hướng dẫn cho các em làm gì, thứ nhất là gì, đồng tiền tính giá, đúng không ạ? Thứ hai là cái gì, cái số lượng tiền tệ theo đơn giá. Cái thứ ba đó là điều kiện thương mại quốc tế. Thì nôm na trong hợp đồng thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ báo giá dựa trên đồng ngoại tệ, chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là ở đây tôi thêm vào nha, hai bên thống nhất là gì, 200 USD như bao giờ cũng đồng tiền tính giá đứng trước không, rồi số lượng 200 USD trên một mét tấn, đúng không ạ? Điều kiện là gì, hai bên thống nhất điều kiện là người bán sẽ giao hàng cho người mua là gì, FOB, đúng không? FOB thì chúng ta ghi thêm cái gì, cái địa điểm giao hàng là ở cái cảng, cảng này là cảng biển chẳng hạn, tôi ghi ví dụ như là Cát Lái, đúng không? Tại vì thông thường thì hàng hóa chủ yếu qua cảng Cát Lái ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Cát Lái Port, cảng Cát Lái, đúng không ạ? Dẫn chứng theo điều kiện Incoterm 2020. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Cái giá mà hai bên họ thống nhất là gì? USD. Thì đây là cái gì? Cái số ngoại tệ thu được. Thì tỷ giá xuất nhập khẩu thì nó sẽ bằng là tổng giá vốn hàng Việt Nam trên sàn tàu. Cũng là gì? Cũng là giá, chính là gì? Giá là gì? Giá FOB, đúng không ạ? Tổng giá vốn Việt Nam trên sàn tàu có nghĩa là gì? Giá FOB nhưng nó được tính theo cái gì? Đơn giá là gì? Việt Nam đồng, đúng không ạ? Trên một mét tấn đi. Tôi lấy ví dụ, thì chia cho, đây chia cho cái gì, chia cho giá FOB, đúng không ạ? Đâu rồi, dưới đây tôi để dưới đây, đúng không? Chia cho giá FOB, đúng không ạ? Nhưng mà nó tính theo cái gì, đơn vị là ngoại tệ là USD, chia cho MT. Thì nôm na chúng ta hiểu là nếu mà tỷ giá xuất khẩu, đây sau khi mà chúng ta tính được cái tỷ giá này xong, thì nếu mà tỷ giá xuất khẩu nhỏ hơn tỷ giá thị trường giá mua ngoại tệ của ngân hàng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó tốt, nó xuất khẩu có lời, chấp nhận phương án này. Còn nếu như tỷ giá xuất khẩu mà lớn hơn hoặc bằng tỷ giá thị trường, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là tỷ giá thị trường của Việt Nam đồng chẳng hạn như là một USD, hiện nay là gì, một USD bằng 23.250, đúng không ạ? Việt Nam đồng. Nếu như mà chúng ta tính ra cái tỷ giá giữa tổng giá vốn hàng Việt Nam trên sàn tàu chia cho số ngoại tệ thu được theo giá FOB ở cảng Việt Nam, có nghĩa là giá FOB tính theo Việt Nam đồng trên một mét tấn chia cho giá FOB tính theo đồng ngoại tệ là USD trên một mét tấn, mà nó lớn hơn, đúng không ạ? Nó lớn hơn, nó nhỏ hơn, đúng không ạ? Nếu mà tỷ giá nó nhỏ hơn, cái tỷ giá mà thị trường đưa ra là gì, 23.250, thì chúng ta thấy rằng là gì, đảm bảo chúng ta sẽ xuất khẩu là lời. Còn nếu như mà cái tỷ giá mà chúng ta tính được giữa cái giá FOB tính theo cái đồng Việt Nam đồng chia cho giá FOB tính theo cái đồng ngoại tệ mà lớn hơn cái tỷ giá thị trường đưa ra, đó là gì, giá mua ngoại tệ của ngân hàng. Nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, giá này là giá do ngân hàng đặt ra, đúng không? Lớn hơn 23.250 thì nôm na là gì, cái lô hàng này chúng ta xuất khẩu sẽ gì, bị lỗ, không hiệu quả và không chấp nhận phương án. Đây là cái cách thức mà hiện nay trong vấn đề mà mua bán hàng hóa, thì ngoài cái vấn đề là xác định được cái giá theo điều kiện thương mại quốc tế, thì các cái người bán cũng như người mua, người xuất khẩu như người nhập khẩu thì người ta cũng sẽ phải tính cái giá
giá xuất khẩu để coi thử rằng là gì, chúng ta xuất khẩu cái lô này theo cái tỷ giá như vậy thì lời hay lỗ. Thì đó là cái cách thức mà người ta gọi là tính tỷ giá xuất khẩu, gọi là gì, tổng chi phí bỏ ra bằng đồng Việt Nam để thu về một đồng ngoại tệ. Thì tí nữa chúng ta sẽ làm bài thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Cũng tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta nhập khẩu, trường hợp chúng ta là nhà nhập khẩu, có nghĩa là người mua, thì chúng ta cũng phải tính cái tỷ giá nhập khẩu, có nghĩa là gì, tổng số tiền thu được bằng đồng Việt Nam để chia ra một đồng ngoại tệ để nhập khẩu. Nó có một cái công thức, đó là tỷ giá nhập khẩu sẽ bằng gì, tổng giá bán hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam chia cho số ngoại tệ chi trả theo giá ship ở cảng Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như thế này, hai bên thống nhất nếu mà chúng ta là người mua, đúng không ạ? Thông thường thì người mua thì người ta sẽ hay mua giá ship hoặc là gì, giá DDP. Ở trong trường hợp thực tế thì người ta hay mua với lại giá ship. Thì nôm na chúng ta phải xác định được cái tỷ giá giữa cái giá ship, đúng không? Cũng tương tự như giá FOB, chúng ta phải tính được cái tỷ giá ship. Giá ship này thì chúng ta chuyển đổi sang đồng Việt Nam đồng trên một đơn vị, tôi lấy ví dụ như mét tấn, chia cho, đúng không, số ngoại tệ chi trả chẳng hạn là giá ship, giá ship mà chúng ta chi trả theo hợp đồng theo cái đồng tiền là mà chúng ta hai bên lựa chọn là đồng ngoại tệ đó, trên một mét tấn. Thì nếu như cái tỷ giá nhập khẩu giữa giá ship đồng Việt Nam đồng với giá ship ở USD, nếu như mà tỷ giá lớn hơn tỷ giá thị trường, cũng tương tự như vậy, giá thị trường hiện nay là gì, một USD, một USD bằng 23,250 Việt Nam đồng. Thì khi mà chúng ta tính cái tỷ giá nhập khẩu này xong, nếu như cái tỷ giá ngược lại nha, nếu mà xuất khẩu thì nó nhỏ hơn thì nó có lời, còn nhập khẩu thì cái tỷ giá nhập khẩu này phải lớn hơn tỷ giá thị trường, giá mua ngoại tệ của ngân hàng thì nó mới có lời. Còn nếu như mà tỷ giá nhập khẩu này mà chúng ta tính ra được nó nhỏ hơn hoặc bằng tỷ giá thị trường thì nôm na là gì, chúng ta sẽ bị lỗ hoặc là gì, không có lời. Thì đây là hai cái khái niệm về tỷ giá xuất khẩu cũng như tỷ giá nhập khẩu mà chúng ta thông thường ở trong thực tế là người bán người mua họ sẽ phải tính toán đến để coi thử rằng là gì, nhập lô hàng đó có lời hay không, cũng như là gì, xuất lô hàng đó có lời hay không, dựa trên cái sự chênh lệch giữa gì, cái đồng tiền tính giá với cái đồng tiền nội tệ ở trong nước. Đó là cái khái niệm liên quan đến vấn đề xác định tỷ giá xuất nhập khẩu. Để cho chúng ta dễ hiểu, thực ra thì lý thuyết thì như vậy, để cho chúng ta dễ hiểu thì tôi hướng dẫn cho các em hai bài. Một bài liên quan cái tỷ giá xuất khẩu và một bài liên quan tới tỷ giá nhập khẩu. Thì thực ra thì khi mà chúng ta học online như thế này thì tôi cũng không biết rằng các bạn có ngồi theo dõi hay không. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cố gắng một tí, tại vì phần này trước mắt thì chúng ta sẽ thi. Thi thì nó sẽ có một cái, tôi nói rồi, một phần thì lý thuyết thì tôi tập trung vào các điều kiện thương mại quốc tế. Phần thứ hai thì phần tự luận thì chúng ta sẽ làm hai bài toán. Một bài toán liên quan đến vấn đề là tính thuế xuất nhập khẩu mà chúng ta đã làm rồi. Một bài nữa là liên quan đến vấn đề là xác định tỷ giá xuất nhập khẩu để chúng ta biết được rằng là gì, khi mà chúng ta xuất khẩu một lô hàng hoặc là khi mà chúng ta nhập khẩu một lô hàng thì chúng ta biết được rằng là gì, chúng ta có lời hay không và lỗ hay không, thì người ta sẽ dựa vào cái tỷ giá xuất nhập khẩu này. Rồi, các bạn vẫn theo dõi đó chứ nhỉ? Các bạn vẫn nghe mình nói chứ hả? Dạ vâng ạ. Rồi, thế này, đây là một cái bài mình giới thiệu như sau. Có các số liệu về phương án kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa như sau, tính theo đồng Việt Nam. Chi phí thu mua, chi phí sơ chế, chi phí vận chuyển, chi phí bốc hàng xuống tàu, chi phí thông quan xuất khẩu, phí trả lãi vay 1,5% trên một tháng, vay 3 tháng để trả toàn bộ chi phí xuất khẩu. Giá xuất khẩu dự kiến là yêu cầu tính T khi tỷ giá là 20.000 một đô la Mỹ bằng 20.000. Thì nôm na chúng ta tính như thế nào? Thì chúng ta có các em lưu ý để mình chỉnh lại một cái.
À, đây ba thử. Rồi, ở đây người ta yêu cầu tính T, đúng không ạ? Xuất T có nghĩa là tỷ giá xuất khẩu. À đây, tôi để tỷ giá xuất khẩu, đúng không? Theo công thức đó, đây, theo công thức, tỷ giá xuất khẩu là bằng tổng giá vốn hàng Việt Nam trên sàn Tàu. Có nghĩa là gì? Tổng số tiền mà cái người bán họ phải trả để mà đưa hàng hóa đó lên tàu. Thì tổng số tiền thì họ phải trả ở đây là gì? Các em lưu ý rằng là gì? Ở trong nước á, thì khi mà tất cả các cái chi phí liên quan thì người ta sẽ yêu cầu là gì? Áp dụng là đồng Việt Nam đồng. Do đó thì vấn đề là chúng ta sẽ tính tổng giá vốn hàng Việt Nam trên sàn tàu. Có nghĩa là gì? Tổng cái giá trị hàng hóa đó khi mà đưa hàng hóa đó lên tàu. Nôm na chúng ta hiểu là gì? Giá FOB. Nhưng mà giá FOB ở đây thì người ta xác định theo cái đồng gì? Việt Nam đồng. Nôm na chúng ta hiểu như vậy. Thì nôm na như thế này. Tỷ giá xuất khẩu sẽ bằng là gì? Giá FOB. Nôm na chúng ta cụ thể là gì? Chính là giá gì? Đưa hàng hóa đó lên sàn tàu, đúng không ạ? Tại cảng xuất có nghĩa là gì? Giá FOB. Nhưng giá FOB ở đây người ta tính theo các em cần thấy. Đây. Giá này, giá đúng không? Giá FOB. Đúng không ạ? Tính theo giá đồng Việt Nam đồng trên một ở đây là gì? Người ta tính theo ký, đúng không ạ? Ký. Kg, đúng không ạ? Chia cho giá FOB, đúng không ạ? Mà hai bên họ thỏa thuận ở trong hợp đồng. Tất nhiên lưu ý như thế này, hai bên người bán người mua thì thông thường người ta sẽ lựa chọn cái đồng tiền tính giá là gì? Đồng ngoại tệ. Là giá gì? Giá FOB, đúng không ạ? Dựa theo đồng ngoại tệ là USD trên kg, đúng không ạ? Đây, chúng ta đang tính tỷ giá này. Đúng không ạ? Trong đó này, giá đúng không? Giá FOB, đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta đi xác định giá FOB tính theo gì? Việt Nam đồng trên 1 kg, đúng không ạ? Trên 1 kg thì hôm nay chúng ta hiểu là gì? Giá FOB, đúng không ạ? Việt Nam đồng trên 1 kg nó sẽ bằng giá gì? Chúng ta cứ theo cái tương tự là gì? Giá export, đúng không ạ? Tính theo Việt Nam đồng trên 1 kg, đúng không ạ? Rồi để mà đưa hàng hóa đó lên tàu tại cảng xuất, đúng không ạ? Thì phải cộng cái gì? Thứ nhất là gì? Chi phí bốc hàng lên phương tiện vận chuyển. Ở đây thì người ta gộp cái chi phí, chúng ta thấy không? Người ta gộp cái chi phí vận chuyển này. Nôm na chi phí vận chuyển này gồm cái gì? Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển này. Chi phí vận chuyển này nôm na chúng ta hiểu là chi phí vận chuyển nội địa nước xuất khẩu á, đúng không ạ? Nội địa nước xuất khẩu. Xuất khẩu thì bao gồm đó gì? Chi phí bốc hàng lên phương tiện vận chuyển tại kho của người bán, đúng không? Bốc hàng này, bốc hàng này tại này, đúng không? Kho người bán này, và cộng gì? Chi phí vận chuyển, đúng không? Chi phí vận chuyển để mà đưa hàng hóa đó gì? Từ kho, đúng không ạ? Từ từ kho của người bán ra cái cảng xuất, đúng không ạ? Chi phí vận chuyển. Rồi đây chúng ta cộng, đúng không ạ? Nôm na chúng ta hiểu là F1 á, cộng cho 700, đúng không ạ? Rồi cộng cho gì? Chi phí, đúng không? Khi mà đối với FOB thì nó có cái gì? Chi là phải làm thủ tục thông quan xuất khẩu. Thì nôm na ở đây đề bài cho là chi phí thông quan xuất khẩu. Nôm na ở đây gồm có lệ phí, đúng không ạ? Lệ phí thông quan xuất khẩu cộng với lại gì? Thuế xuất khẩu, đúng không? Là bằng 100, 100 đồng trên 1 ký. Ở đây là các em lưu ý là gì? Chi phí thu mua ở đây là Việt Nam đồng. Chi phí sơ chế nôm na tí nữa mình sẽ hướng dẫn tại sao có hai chi phí này, đúng không ạ? Việt Nam đồng, Việt Nam đồng, đúng không? Rồi à,
Rồi gì nữa? Chi phí đúng không ạ? Chi phí thông quan chi phí đây, chi phí thông quan xuất xuất khẩu đúng không? Là 100 đồng. Cộng cho gì? Chi phí đúng không ạ? Khi mà thủ tục thông quan xong thì nó sẽ bốc hàng hóa lên phương tiện vận tải chân chính, ở đây là người ta cho bao nhiêu? 200 đồng. Đúng không ạ? Có một cái khái niệm ở đây là gì? Phí trả lãi vay là 1,5% trên một tháng, vay 3 tháng để trả toàn bộ chi phí xuất khẩu. Chúng ta quay lại nha, đây. Tôi quay lại cái công thức đúng không ạ? Trước đây ở trong cái công thức tính giá xuất nhập khẩu thì nó có một cái khái niệm đây, chẳng hạn như là giá bằng cái gì, C là giá vốn hàng gói cộng F1 cộng X cộng F cộng Y cộng N cộng VAT đúng không ạ, cộng cho F2, cộng cho các khoản khác như lãi vay, lãi dự tính, phí ngân hàng. Thì các em lưu ý nghe, một số các cái công ty, đặc biệt công ty xuất khẩu á, thì người ta sẽ vay toàn bộ cái chi phí liên quan đến vấn đề, có thể là nếu mà các cái công ty sản xuất thì người ta có vay tất cả tiền từ ngân hàng để sản xuất ra sản phẩm đó rồi trả các cái chi phí, có nghĩa là gì, cái chi phí họ bỏ ra đó họ vay ngân hàng. Thì nôm na thì nó sẽ có thêm một cái khái niệm là gì, cộng cho vơ chấm 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 đây nè, đó là cái nôm na chúng ta có hiểu là các cái khoản vay. Ở đây trong đề bài người ta cho đây, phí trả lãi vay là 1,5% trên một tháng, vay trong 3 tháng để trả toàn bộ các cái chi phí xuất khẩu. Để trả toàn bộ cho các cái chi phí xuất khẩu ở đây là gồm có chi phí thu mua, chi phí sơ chế. Thì nôm na chúng ta nhìn vào đây, chúng ta biết người bán không phải là một người sản xuất, mà người bán vật là nôm na là họ là gì, họ là người thu mua đúng không ạ? Thì nôm na ở đây thì người ta sẽ có các cái chi phí liên quan vấn đề thu mua hàng hóa đó là 4.500 đồng. Tôi lấy ví dụ như nông sản đi, tôi là một nhà kinh doanh xuất khẩu ở Đà Lạt, thì tất nhiên là tôi không phải là người nông dân, mà tôi là người gì, bán buôn. Bán buôn ở đây là gì, tôi không có phải mua để gì bán trong thị trường trong nước, mà gì tôi mua, tôi gom hàng hóa nông sản từ các cái nhà nông dân để mà xuất khẩu. Thì nôm na là các em lưu ý là gì, các cái nhà nôm na người ta gọi rằng là các nhà bán buôn á, thì cái giá export này lúc này nó sẽ bằng cái gì, thôi mình cứ cộng hết đây, cộng cho gì, phí trả lãi vay là 1,5%, họ vay trong vòng 3 tháng. Thì hôm nay chúng ta ở đây chúng ta chỉ cần đơn giản thôi, không cần phải tính lãi ghép, lãi đơn gì ở như chúng ta tính, thì đơn giản là gì, 1,5% đúng không ạ, nhân cho mấy tháng, 3 tháng đúng không ạ, họ vay tiền cái gì đầu, nhân 3 tháng đúng không ạ, nhân cho cái gì, cái tổng chi phí đúng không ạ, tổng chi phí đâu, ở đây người ta ghi là vay 3 tháng để trả toàn bộ chi phí xuất khẩu. Chi phí xuất khẩu bằng bao nhiêu, thứ nhất là gì, chi phí thu mua này, họ mua gì, 4.500 này đúng không, rồi chi phí sơ chế là gì, 300, rồi tất cả các chi phí liên quan khác, chẳng hạn như là chi phí về vận chuyển hàng hóa này là 700 này đúng không ạ, cộng cho gì, chi phí bốc hàng lên tàu là gì, 200 này, cộng cho mấy nữa, chi phí thông quan xuất nhập khẩu gồm có lệ phí, thủ tục hải quan là gì, 100 đúng không ạ, rồi còn cái gì nữa không, hết. Thì đây là cách tính. Ở đây cái giá export chính là cái giá mà họ thu mua cộng với gì, giá sơ chế, nôm na là gì, ở đây giá export chính bằng cái gì, là 4.500 trên một Việt Nam đồng trên một ký về một cái sản phẩm nào đó đúng không, cộng cho cái chi phí sơ chế nữa là gì, 300. Thì hai cái chi phí thu mua và chi phí sơ chế, sau khi sơ chế xong thì cái hàng hóa này gì, nó nằm ở trong kho tại gì, tại xưởng của người bán. Thì nôm na chúng ta hiểu đó là gì, giá export. Thì đây là cái công thức mà chúng ta tính giá export theo cái gì, tỷ giá là Việt Nam đồng đúng, trên kg bằng bao nhiêu? Chúng ta có theo kịp và chúng ta có hiểu không? Bùi Thị Lan Hương. Dạ thầy. Mình tính như vậy em có hiểu không? Hiểu thầy. Em thử cộng trừ nhân chia cho mình cái. Dạ, thầy đợi em xíu thầy. Ok. Các bạn khác có hiểu không? Dạ thầy, bằng 6.061 thầy. Rồi, cảm ơn Hương.
6.061 đúng không? 6.061 hả? Việt Nam đồng trên một ký đúng không? Điều đó chúng ta thấy rằng là gì? À, giá FOB tính theo đồng Việt Nam đồng mà người bán họ phải trả, à, đúng không? Tính theo Việt Nam đồng có nghĩa rằng là một theo giá FOB để đưa hàng hóa đó lên tàu tại cảng xuất theo giá Việt Nam đồng là gì? À, tổng cộng mà là 6.061 đúng không? Việt Nam đồng trên một kg sản phẩm đó. Rồi còn cái giá FOB theo USD từ đâu có? Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? À, cái giá đó là cái giá mà hai bên họ thỏa thuận, đúng không mà đàm phán á, liên quan đến vấn đề là giá cả. À, thì cái giá đó thì người ta sẽ tính theo cái gì? Giá ngoại tệ. Ở trong đây người ta có rồi, giá xuất khẩu dự kiến là 405 đồng, đúng không ạ? Thì nôm na chúng ta hiểu rằng gì? Cái này chính là trong hợp đồng này. À, mình tích ra trong hợp đồng. Trong hợp đồng thì nó sẽ có gì? Hai bên thống nhất là gì? À, cái đơn cái đồng tiền tính giá là đồng ngoại tệ là USD đúng không ạ? À, đơn vị là gì? À, số lượng là gì? 405 đô la Mỹ trên. Ở đây là người ta sử dụng mét tấn đúng không ạ? À, địa điểm giao hàng điều kiện thương mại áp dụng là FOB đúng không ạ? FOB thì địa điểm giao hàng ở đâu? À, là Sài Gòn Port, có nghĩa là gì? Cảng Sài Gòn đúng không ạ? À, rồi à, dẫn chiếu thì Incoterm nào, chẳng hạn như chúng ta đang học Incoterm 2020 thì chúng ta để 2020. Điều đó có nghĩa rằng là gì? À, giá FOB đúng không, tính theo USD trên một mét tấn sẽ bằng bao nhiêu? 405 đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Cái khối lượng, cái đơn vị tính khối lượng ở cái đồng Việt Nam đồng là kg, còn cái vấn đề là đơn vị tính khối lượng của cái đồng USD là tấn. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đây chúng ta phải đổi ra, có nghĩa là vì cùng một khối lượng, chẳng hạn như là, điều đó có nghĩa là gì? Giá đúng không, FOB chúng ta phải đổi ra cùng một khối lượng, đơn vị khối lượng tất nhiên là đồng USD này trên gì, kg, nó sẽ bằng cái gì? Đúng không? 1 kg thì 1 tấn sẽ bằng là 1.000 kg, bằng 405 đúng không? Chia cho 100 là nó bằng bao nhiêu? 0.405 đúng không? USD trên kg. Có nghĩa là gì? Chúng ta có được đề bài đã cho thì hôm nay chúng ta có được là gì? Đây, giá FOB đúng không ạ? Từ đó chúng ta tính ra được cái T xuất khẩu đúng không ạ? Sẽ bằng là gì? Giá FOB chúng ta thay vào đây. Giá FOB Việt Nam đồng. Chúng ta tính được rồi, giá FOB Việt Nam đồng trên 1 kg bằng sầm bao nhiêu? 6061 chia bao nhiêu? Giá FOB của USD trên cái kg bằng 0.405 đúng không ạ? Chia ra thử coi. Bằng bao nhiêu? 6061 đúng không? Chia cho 0.405. À, 4321 đúng không? À, mình chia ra đây là bằng 14 đúng không? À, .965 965 43 đúng không ạ? Từ đây chúng ta tính ra được là cái tỷ giá xuất khẩu giữa giá FOB, tất nhiên rồi, cứ xuất khẩu là người ta lấy cái giá FOB, còn nhập khẩu thì người ta lại lấy giá ship. Các em lưu ý nha, nhớ nha, chứ không phải là trong khi tính thì chúng ta tính giá xuất khẩu thì chúng ta lại CFR hay ship. Tí nữa tôi sẽ cho các em lưu ý là khi mà chúng ta làm bài á, thì chúng ta phải cẩn thận với cái vấn đề là gì, giá xuất khẩu dự kiến đúng không ạ? Ở trường hợp ở đây rất là đơn giản, tôi đã cho là gì, hai bên họ thống nhất là gì, giá xuất khẩu dự kiến, có nghĩa là hai bên áp dụng điều kiện FOB. Nhưng mà có một số trường hợp khác đúng không ạ? Giá xuất khẩu dự kiến có nghĩa rằng là người bán và người mua thống nhất là giá ship đúng không? Tôi lấy ví dụ giá ship đúng không ạ? Thì ở đây các em phải chuyển cái giá này về giá gì, về giá FOB, nhớ nha, chứ không phải là chúng ta lấy luôn cái thằng này, chúng ta từ đây chúng ta lấy giá ship rồi lấy cái giá phốp chi giá ship này là sai. Ở trên giá phốp thì ở dưới cũng giá phốp, mà ở trên giá ship thì ở dưới giá ship. Thực ra thì tỷ giá xuất khẩu thì bao giờ cũng là giá phốp
đúng không? Tính theo đồng Việt Nam, chia cho giá phốt, tính theo đồng USD. Còn tí nữa chúng ta thấy rằng là theo cái công thức nhập khẩu, đúng không? Đây là người ta nói nè, giá tỷ giá nhập khẩu bằng tổng giá bán hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam. Chẳng hạn như là nhập khẩu tại cảng Việt Nam, ở đây người Việt Nam là gì? Là người mua, thì nôm na là gì? Tổng giá bán hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam có nghĩa là gì? Hàng hóa đó nó đang nằm trên tàu tại cảng nhập. Nôm na thì hàng hóa nằm trên tàu tại cảng nhập, nếu mà đi theo đường biển thì nó có hai cái điều kiện thương mại quốc tế có thể áp dụng, đó là gì? Giá CFR và giá ship, nhớ nha. Còn số ngoại tệ chi trả theo giá ship ở cảng Việt Nam thì nôm na như thế này, ở trên thì chúng ta sẽ tổng giá bán hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam theo giá Việt Nam đồng, còn ở dưới là gì? Tổng giá bán hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam nhưng theo đồng ngoại tệ. Thì tí nữa tôi sẽ lấy ví dụ cũng tương tự là các em sẽ dễ hiểu thôi, được chưa? Rồi ở đây chúng ta thấy nè, trong khi đó tỷ giá, đúng không, tỷ giá giữa USD và Việt Nam đồng là 20, nôm na là gì? Chúng ta tính ra được cái này là nó nhỏ hơn, nhỏ hơn đúng không ạ? 2020 nhỏ hơn 20.000 đúng không ạ? Thì lúc nãy chúng ta kết luận là gì? Đây, nếu như mà tỷ giá xuất khẩu mà chúng ta tính được mà nhỏ hơn tỷ giá thị trường, đúng không ạ? Tỷ giá thị trường ở đây là gì? Giá mua ngoại tệ của ngân hàng là gì? 1 đô la Mỹ bằng 20 theo đề bài, đúng không? Thì điều đó có nghĩa rằng là gì? Khi mà chúng ta xuất cái lô hàng này, nôm na gì? Chúng ta có lời. Và cái độ lời bao nhiêu thì người ta gì? Sẽ tính cái lợi nhuận. Đây. Chúng ta tính lợi nhuận thì nôm na lợi nhuận sẽ bằng cái gì? Tất nhiên cái lợi nhuận này các em sẽ tính theo cái giá Việt Nam đồng nha. Theo cái giá Việt Nam đồng. Vậy lợi nhuận bằng cái gì? Bằng số tiền đúng không ạ? Trừ cho cái chi phí thì nó sẽ ra lợi nhuận bằng cái gì? Doanh thu trừ chi phí đó. Thì nôm na chúng ta có là gì? Lợi nhuận này, P này. P xuất khẩu sẽ bằng bao nhiêu? Lúc này chúng ta sẽ lấy cái giá đây, tính lợi nhuận thì tính khác một tí, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy cái này. 0.045. Đây. Cái giá xuất khẩu dự kiến bằng 0.045, đúng không? Đô trên 1 USD trên 1 tấn, đúng không ạ? Chúng ta chuyển đổi sang Việt Nam đồng nhân bao nhiêu? 20.000, đúng không ạ? 20.000. Đúng không ạ? Rồi. Trừ cho gì? Đúng không ạ? Đây là doanh thu nè. Trừ cho chi phí mà chúng ta bỏ ra. Đúng không? Chi phí chúng ta bỏ ra là bao nhiêu? Chính là gì? Chính là cái giá FOB Việt Nam đồng đó, đúng không? Tất cả các chi phí mà chúng ta bỏ ra này, 6061, đúng không ạ? Thì nó bằng bao nhiêu đây? Không phép 045 nhân 2000 không bằng 0.045. Đây chúng ta có thể coi ở đây này, mình tính ra rồi này, 0.405 đúng không, nhân cho 2000 không bằng, trừ cho bao nhiêu, 6061 nó sẽ bằng gì, 23039, nó có nghĩa là tiền lời tính theo Việt Nam đồng. Ở đây thì người ta gì, tính theo cái giá đây, tôi mở rộng ra đây, bằng bao nhiêu đây, 2039 đúng không, tiền lời VND trên một cái ký, đúng không ạ? Mình giảm cái đúng không ạ? Rồi ở đây người ta yêu cầu là gì? Tính cái lợi nhuận xuất khẩu, nếu như mà số lượng xuất khẩu là 2.500 tấn thì điều đó có nghĩa là P xuất khẩu, đúng không ạ? Chúng ta đổi ra sẽ bằng là gì? Lợi nhuận trên 1 kg, đúng không ạ? Nhân cho mấy? Nhân cho 2.500, đúng không ạ? Mét tấn, đổi ra kg, nhân cho mấy? 1.00 hả? Thì chúng ta sẽ tính ra được cái con số là mà đâu đây, tôi tính ra đây rồi đúng không ạ? 2039 là gì, lợi nhuận trên 1 kg này đúng không ạ?
nhân cho gì 2.500 mét tấn đúng không? Chúng ta đổi ra ký thì cái tiền lời mà chúng ta xuất được cái lô hàng này là gì? 5 tỷ 097 triệu và 500 Việt Nam đồng. Đây. Chúng ta tính. Rồi chúng ta hiểu không? Có ai thắc mắc gì không? Rồi, bạn tới có vẻ là tính rất là chính xác rồi đó. Rồi. Ở cái này có ai thắc mắc gì không? Ở cái bài này có ai thắc mắc gì không? Chúng ta vẫn nghe mình hướng dẫn chứ? Nguyên có hiểu không? Bạn Nguyên hiểu không? Lớp trưởng hiểu là coi như tất cả chúng ta đều hiểu nha. Bạn Cáp thì Hồng Thủy. Cáp thì Hồng Thúy hay Thủy ở đây có không? Dạ có. Có hiểu bài này không? Dạ hiểu. Thì tôi ra y chang như vậy có làm được không? Dạ được. Vậy là tốt rồi. Còn các bạn nào không hiểu không? Bạn Minh Châu. Dạ có. Em hiểu không? Dạ. Hiểu cái cách tính về cái tỷ giá xuất khẩu không? Dạ hiểu thầy. Ok. Tốt nhất là chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta trả lời luôn nha. Thi thì mình nói rồi, mình ra cái gì thì mình dạy cái gì thì mình ra tương tự như vậy. Và thực tế thì khi mà chúng ta đi làm á, có làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mà tính tỷ giá xuất cũng như nhập khẩu thì người ta cũng làm y chang tôi vậy thôi, nó không có khó gì cả. Thực ra thì thi mình cũng để y chang như vậy thôi, chỉ có khác một tí là mình hỏi các em nó lạ hơn một tí thôi, để chúng ta coi thử là chúng ta có hiểu hơn không. Nhưng mà thực ra thì nó cũng đều dựa trên cái cơ sở như vậy thôi nhé, không có gì khó cả. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các em một cái bài liên quan tới vấn đề là tỷ giá nhập khẩu. Nãy giờ chúng ta tính cái tỷ giá xuất khẩu rồi. Thì các em lưu ý nha, tỷ giá xuất khẩu thì chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ dựa trên cái công thức là gì? Tính cái giá FOB trên Việt Nam đồng, đúng không ạ? Chia cho giá FOB trên USD, có nghĩa là gì? Giá của đồng nội tệ, FOB nội tệ chia cho giá FOB ngoại tệ thì nó sẽ ra được cái tỷ giá xuất khẩu. Sau đó chúng ta sẽ so sánh cái tỷ giá xuất khẩu này với cái gì? Cái tỷ giá ngoại tệ, có hay còn gọi là tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng với lại là VND. Nếu mà nó nhỏ hơn thì nôm na chúng ta sẽ có lời. Và cái độ lời bao nhiêu thì ở đây mình cũng hướng dẫn cho các em cái cách tính độ lời luôn. Thì chúng ta khi mà tính độ lời thì chúng ta sẽ lấy cái giá FOB, đây, giá FOB dự kiến tính theo đồng đô la Mỹ, nhân cho gì? Tỷ giá, tại vì chúng ta phải chuyển ra Việt Nam đồng, đúng không ạ? Nhân cho cái tỷ giá và trừ cho cái này. Thật ra 6061 ở đây chúng ta thấy không? Nó là chi phí đấy. Tất cả cái này là chi phí mà chúng ta bỏ ra. Còn cái này trong đây thì nó có cái gì? Tiền lời nữa. 0.405 nó là có tiền lời trong đó nữa. Thì chúng ta trừ chi phí thì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Cái tiền lời mà khi mà chúng ta bán cái lô hàng này cho đối tác của chúng ta ở nước ngoài là 1 ký, chúng ta sẽ lời là 2.039 VND. Và nếu mà tổng thì chúng ta nhân ra thôi, đúng không ạ? Cách tính đơn giản như vậy thôi. Rồi. Còn đây là cái bài liên quan tới vấn đề là tính tỷ giá nhập khẩu. Chúng ta suy nghĩ 5 phút thử nha. Thôi 10 phút đi, coi thử chúng ta có thể tính được không. Chúng ta đọc đề trước đi nha.
ở trong trường hợp này thì nôm na khi mà chúng ta đọc cái đề thì chúng ta hiểu rằng là gì, người ta thôi thì chúng ta lấy cái vai trò của Việt Nam chúng ta đi, là nhà nhập khẩu đúng không ạ? Trong đó giá nhập khẩu hàng hóa là 2,6 USD trên một bao, giá là ship Hải Phòng Port. Thì nôm na ở đây chúng ta có thể hiểu rằng đó chính là cái gì, cái giá đúng không ạ, mà hai bên họ thỏa thuận trong hợp đồng ở cái phần gọi là price, đơn giá đúng không ạ, hai bên thống nhất là cái đơn giá của lô hàng này tính theo bao, trong đó một bao thì là 0,45 kg. Ở một số quốc gia hiện nay chẳng hạn như là chúng ta bán qua châu Âu thì thông thường người ta sử dụng cái đơn vị tính khối lượng của cái sản phẩm là bao, còn nếu mà chúng ta bán qua bên bên Mỹ á, thì tùy theo mặt hàng thì người ta có thể sử dụng oz hoặc là galon tùy thôi. Ở Việt Nam chúng ta thì thông thường thì người ta hay thích cái đơn vị tính là kg, thì chúng ta ở đây thì tôi cũng để ra là một bao bằng 0,45 kg. Thì nôm na cái giá nhập khẩu hàng hóa này thì là gì, giá hai bên họ thống nhất và đưa vào trong hợp đồng ở cái vấn đề là ở trong cái điều khoản là đơn giá. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là trong đơn giá thì bao giờ người ta cũng ghi lên cái gì, đồng tiền tính giá đúng không ạ, hai bên thống nhất là sử dụng đồng đô la Mỹ, và cái khối lượng tiền tệ để mà tính cho một cái đơn vị hàng hóa là bao đúng không ạ, là 2,6 đúng không, 2,6 đô la Mỹ trên một bao đúng không ạ. Rồi tiếp theo là điều kiện giao hàng là ship. Điều kiện giao hàng là ship có nghĩa rằng là gì, người bán họ sẽ giao hàng cho người mua khi hàng hóa đó nằm trên tàu tại cảng nhập đúng không ạ. Và trong cái điều kiện ship này thì tất nhiên rồi, người mua sẽ yêu cầu người bán mua dùm bảo hiểm cho người mua, dẫn đến xuất hiện cái y. Chúng ta nhớ nha, xuất hiện cái y. Tiếp theo địa điểm giao hàng ở đâu, là tại cảng nhập, trên tàu tại cảng nhập. Cảng nhập ở đây là gì, Hải Phòng Port đúng không, có nghĩa là gì, anh giao hàng cho tôi ở khu vực cảng Hải Phòng. Thì chúng ta lưu ý rằng là ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay có 365 km đường biển, do đó thì có rất là nhiều cảng biển trải dài cái dải đất hình chữ S của chúng ta, và người ta chia làm 3 phân khu. Chẳng hạn là ở phía Bắc thì có khu vực là gì, tập trung ở Hải Phòng, ở miền Trung thì người ta tập trung ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, và ở miền Nam thì hiện nay thì người ta tập trung ở cái khu vực ở Vũng Tàu, rồi ở khu vực Sài Gòn. Các em lưu ý nghe, thì nôm na bao giờ mình nói với các em rồi, cũng như khi mà chúng ta học các điều kiện thương mại quốc tế thì bao giờ khi mà chúng ta ghi cái điều kiện thương mại quốc tế thì chúng ta phải ghi cái địa điểm giao hàng ở đâu để người ta biết được rằng là gì. Thì nôm na ở điều kiện ship thì người ta sẽ ghi là gì, tên của cảng đến quy định, có nghĩa là cái cảng mà hai bên họ thống nhất đó. Rồi anh áp dụng điều kiện Incoterm gì, chẳng hạn ở đây người ta sẽ ghi Incoterm 2020 được chưa. Đây là cái đơn giá đúng không ạ, tính theo rồi thuế nhập khẩu hàng hóa là 10%, thuế giá trị gia tăng là 10% đúng không ạ. Thì các em lưu ý như thế này, ở cái tính tỷ giá hàng nhập khẩu, cái T nhập khẩu đúng không ạ, sẽ bằng cái gì, mình chờ mình phục. T nhập khẩu thì cũng tương tự như là T xuất khẩu, thì nó sẽ bằng là gì, tổng giá bán hàng nhập khẩu tại cảng Việt Nam đồng, tính theo Việt Nam đồng nha, tính theo đồng Việt Nam nè, VND. Tổng giá bán hàng nhập tại cảng Việt Nam chia cho số ngoại tệ chi trả theo giá ship ở Việt Nam đồng. Thì chúng ta lưu ý rằng như thế này, nó sẽ có trường hợp đâu, nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, T nhập khẩu này nó sẽ bằng insert equation. Thì nó có rất là nhiều trường hợp, chẳng hạn như hai bên họ thống nhất rằng là gì, cái tỷ giá này tính theo giá ship, đây giá
đúng không? Hôm nay chúng ta hiểu là giá ship tính theo Việt Nam đồng trên 1 kg chia cho gì? Giá ship tính theo gì, đồng đô la Mỹ hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng đó, trên 1 kg, đúng không ạ? Thì hôm nay như thế này, tùy thuộc vào cái đề bài nha, chứ không phải lúc nào nó cũng là giá ship. Giá ship thì là gì? Là giá khi hàng hóa đó trên tàu tại cảng nhập. Nhưng mà chúng ta trên tàu tại cảng nhập, điều đó có nghĩa là gì? Hàng hóa vẫn chưa làm thủ tục thông quan nhập khẩu. Các em lưu ý nha. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu này, giá bán buôn dự kiến. Đây, nó có một cái khái niệm chúng ta chúng ta phải nhớ rằng là trong đề này, giá bán buôn dự kiến. Đây, nó có. Đây. Đây, tôi lấy giá bán buôn dự kiến. Giá bán buôn dự kiến là 165 160 ngàn, đúng không, trên một ký. Mình hỏi cái giá này là giá ship theo Việt Nam đồng hay là giá gì? Giá bán buôn dự kiến này là giá mà nhà nhập khẩu người Việt Nam họ sẽ bán ra thị trường tại Việt Nam. Bán cho ai? Bán cho những nhà bán lẻ. Hôm nay chúng ta hiểu vậy. Vậy cái giá bán buôn dự kiến này nó có phải là giá ship có phải là giá ship tính theo gì, tính theo Việt Nam đồng không, trên 1 kg không, hay nó là giá gì? Bạn nào trả lời được cho mình không? Bùi Duy Hào, bạn Hào có đây không? Hào qua đây không? Không có là mình coi như bắn bữa nay nha. Nguyễn Kim Đài Trang. Thì có. Rồi, Đài Trang, cho mình biết cái là ở trong đề người ta ghi là giá buôn dự kiến là 165.000 Việt Nam đồng trên 1 ký, đúng không ạ? Vậy giá này theo em là giá ship tính theo Việt Nam đồng trên 1 kg hay là giá gì? Dạ em nghĩ là nó chỉ là giá bán thôi, nó chưa có thuế ở trong đó. Nôm na giá bán buôn dự kiến này nó có gồm thuế hay chưa? Dạ nó chưa có thuế. Nó chưa có thuế đúng không ạ? Mình hỏi cái giá ship thì nó đã tính thuế chưa? Dạ rồi ạ. Giá ship, giá ship thì mình hỏi cái là giá ship thì người bán đã đóng thuế chưa, có nghĩa là nó đã gồm thuế nhập khẩu ở đây chưa, giá ship á? Dạ giá ship chỉ có thuế xuất khẩu thôi. Có thuế xuất khẩu đúng không? Rồi, điều đó có nghĩa là giá ship thì nó sẽ không có giá không có thuế nhập khẩu ở đây đúng không ạ? Còn giá bán buôn dự kiến theo em nó có thuế xuất khẩu hay là thuế nhập khẩu gì không? Dạ em nghĩ là nó không có thuế nào hết. Nó không có thuế nào hết. Vậy giá đó là khi hàng hóa nó nằm ở đâu theo em? Giá bán buôn dự kiến thì là giá mà khi hàng hóa đó nằm ở đâu? Dạ khi nằm tại kho. Tại kho của người mua hay là người bán? Dạ kho người bán. Dạ kho người mua. Rồi, chính xác. Thật ra giá bán buôn dự kiến này là giá bán buôn dự kiến, có nghĩa là giá mà người 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 mua đó, đúng không ạ? Họ đã nhập lô hàng này về kho của họ rồi, bây giờ họ bán ra thị trường trong nước thôi. Còn nhưng mà cái đối tượng họ bán ở đây là gì? Là người bán lẻ thì nó mới gọi là giá bán buôn. Còn nếu mà người bán lẻ bán ra cho người tiêu dùng thì nó gọi là giá gì? Có thể là giá bán lẻ hoặc là gì, giá tiêu dùng, đúng không ạ? Nếu như mà nó đã nằm ở kho của người mua rồi thì mình hỏi cái là lô hàng này đã làm thủ tục thông quan nhập khẩu chưa? Bạn Nguyễn Ngọc Thảo Linh. Bạn Linh có đây không?
Dạ có thầy. Linh cho mình hỏi cái nghe. Lúc nãy bạn Trang trả lời đúng rồi, có nghĩa là cái giá bán buôn dự kiến là giá bán buôn dự kiến, có nghĩa là gì? Khi hàng hóa đó đang nằm ở đâu, nôm na là nó đang nằm ở kho của người mua. Nếu mà nó nằm ở kho của người mua thì giá bán buôn dự kiến này nó, theo em thì theo cái điều kiện thương mại quốc tế thì nó cái điều kiện nào sẽ phù hợp với lại là cái tình hình giá bán buôn dự kiến này trong 11 điều kiện? Vậy là ship thầy, Ship CIF. ship thì cái giá này khi hàng hóa đó nằm nằm ở đâu? Dạ nằm ở nằm ở cảng nhập. Còn nếu mà nằm ở cảng nhập thì cái giá bán nó đâu có nằm ở kho của người mua đâu mà đúng không? Nếu mà nó nằm ở cảng nhập thì nôm na có hai cái giá mà có thể đáp ứng được nếu mà đi bằng đường biển, đó là giá ship hoặc là giá CFR. Còn bây giờ chẳng hạn như là bạn Trang mà nói rằng là cái giá bán buôn dự kiến này là giá mà hàng hóa khi nằm ở kho của người mua rồi, đúng không? Khi nằm ở Dạ. kho của người mua thì nôm na cái điều kiện gì trong 11 điều kiện Incoterm 2020 nó có thể đáp ứng được? Vậy là sếp rồi hả thầy? CFR, mình nói lại nghe, cái CFR hay là CIF thì nó tàu tại cảng nhập đúng không ạ? Thì nó mới có thể gọi là cái giá CFR. Nhưng mà ở đây nè, người nói giá bán buôn dự kiến thực ra là giá mà người mua đúng không? Sau khi mua cái lô hàng này về rồi đúng không ạ? Họ sẽ bán ra thị trường cho người bán lẻ. Thì nôm na hàng hóa này nó phải nằm ở kho của người mua rồi thì bắt đầu nó mới tính gọi là giá bán buôn. Nếu mà nằm ở kho của người mua thì cái điều kiện nào thỏa mãn, đúng không? Trong 11 điều kiện mà chúng ta đã học rồi, điều kiện nào thỏa mãn khi mà hàng hóa đó nằm ở kho của người mua? Bạn Ngọc. Rồi, cảm ơn bạn Linh nha. Dạ. Ngọc có đây không? Bạn Ngọc có đây không? Dạ có ạ. Mình hỏi Ngọc một tí, bây giờ chẳng hạn giá bán buôn là mình nói rồi là giá khi mà hàng hóa đó nằm ở kho của người mua rồi, người mua chuẩn bị bán hàng hóa này ra thị trường trong nước đúng không, sau khi nhập lô hàng này về thì người ta gọi là giá bán buôn, có nghĩa là giá mà người mua họ sẽ bán cho cái người đối tượng là gì, người bán buôn, người 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 bán lẻ trong nước đúng không ạ? Thì nếu như mà họ nhập nếu như mà họ nhập về đúng không, mà hàng hóa này nằm ở kho của người mua rồi thì theo em cái giá theo điều kiện thương mại quốc tế Incoterm 2020 á nó phải là giá gì thì nó sẽ phù hợp? Tất nhiên mình nói rồi, không phải là giá ship. CIF ạ. Không phải là giá ship, cũng không phải là CIF, cũng không phải là CFR, tại vì khi mà mình nói CIF thì chúng ta nhớ coi lại đi, địa điểm giao hàng là đâu? Trên tàu tại cảng nhập. Nó đâu phải là tại kho của người mua. Ai biết? Bạn nào biết? Rồi Đại Trang. Rồi cảm ơn bạn Dạ. Ngọc. Dạ thưa thầy là DDB. Chính xác, chỉ có một cái giá mà có thể đáp ứng được cái điều kiện là gì? Giá bán buôn dự kiến. Đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải nhớ giá bán buôn dự kiến thì khi hàng hóa có nghĩa là gì, là giá mà người mua cái lô hàng này từ người bán, từ nước người bán về kho của họ rồi và bây giờ họ phân phối ra thị trường, thì nôm na chúng ta hiểu là gì, giá bán buôn là giá khi hàng hóa đó nằm tại kho của người mua. Khi nằm tại kho của người mua thì cái giá này nó phải là gì, giá DDP đúng không ạ? Mình các em nhớ lại chưa, DDP là gì, là giá mà tại đó đúng không, địa điểm giao hàng là trên tàu tại cảng, trên phương tiện vận tải tại kho của người bán. Chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề là chi phí dỡ hàng đi đúng không ạ? Và ai sẽ làm thủ tục thông quan nhập khẩu? Trang biết không, trả lời cái câu này mình tổng điểm luôn, Dạ, tôi thấy là người bán. đúng rồi, chính là người bán họ làm thủ tục thông quan xuất cũng như nhập khẩu đúng không ạ? Nôm na chúng tôi tính cho mà coi nè, có nghĩa lúc này cái giá này, cái giá bán buôn dự kiến chính là gì, giá đúng không, giá gì, DDP, Việt Nam đồng trên 1 kg, không phải là giá ship. Điều đó có nghĩa rằng là lúc này chúng ta phải tính đúng không ạ? Chúng ta phải tính tỷ giá nhập khẩu lúc này là gì, chúng ta phải tính theo giá gì, giá DDP, DDP đúng không ạ? Đây
giá GDP, trên giá gì? Giá gì? GDP, đúng không ạ? Thì giá GDP, à đây, tại vì vấn đề là đề bài cho là gì? Giá bán buôn dự kiến. Còn nếu như mà đề bài cho là gì? Giá, à, đúng không? À, giá bán theo Việt Nam đồng là giá ship, thì người ta ghi rõ là gì? Giá giá ship luôn. À, đúng không? Giống như là ở khi lúc nãy chúng ta coi ở bên bên tỷ giá nhập xuất khẩu đó, thì người ta ghi giá ship, chẳng hạn giá ship của lô hàng này là 150.000 đồng, đúng không? À, trên một cái gì? À, VND, đúng không? Tính theo cái đơn giá Việt Nam là gì? Người ta chuyển đổi đó, đúng không ạ? Thì lúc này ở trên đây thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Giá ship, đúng không ạ? Chia cho giá ship, đúng không ạ? À, của USD, giá ship chẳng hạn như trong trường hợp này đi thì nó sẽ bằng cái gì? À, là 150.000, đúng không ạ? À, 150.000 chia cho bao nhiêu? Nếu mà giá ship, tôi lấy ví dụ như giá ship ở đây đi, là lúc này chúng ta sẽ phải lấy gì? 2,6 đô, đúng không ạ? Mà một bao thì bằng 0,25 kg, à, hay là chúng ta có thể tính ra là gì? À, nó có thể bằng là gì? À, 2,6 đúng không? Chia cho 0,45 để chúng ta tính ra cái đơn vị là gì? À, USD đúng không ạ? À? USD trên kg, à, hay là nó bằng bao nhiêu đây? À, 2,6 chia cho 0 0,45. Bằng bao nhiêu ta? Bạn nào tính rồi, tính cho mình đây. Thưa thầy bằng 5,77. À rồi, bằng 5,77 đúng không? 5,77 đúng không? À, USD đúng không? USD trên kg. Đúng không ạ? Lúc này chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? À, chia cho 5,77 đúng không? Thì nó bằng bao nhiêu? 150.000 chia cho 5,77. Thầy bằng 25,99. Đúng rồi, 25.000 900 đúng không? 996 đúng không ạ? À, đây chúng ta sẽ tính ra được cái tỷ giá này. Lúc này chúng ta so sánh, đây so sánh. À, tôi lấy ví dụ là trường hợp là cái này là giá ship nha. Thì lúc này chúng ta nói rồi, nếu như tỷ giá đây, nếu tỷ giá nhập khẩu lớn hơn tỷ giá thị trường, đây trong trường hợp này tỷ giá thị trường là bao nhiêu? Là 20.000 đúng không ạ? Lớn hơn đúng không? Điều đó có nghĩa là gì? Nó lớn hơn rồi. 20.000. À, 1 đô la, mà 1 đô la trên 20.000, điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể kết luận là gì? Lời, đúng không ạ? Theo đúng theo cái tỷ lệ là sinh lời, được chưa? Còn ở trong trường hợp này thì nếu mà tôi lấy ví dụ như là trong đề bài người ta ghi, đúng không ạ? Giá bán ship theo cái gì dự kiến tại Việt Nam là 150.000, đây 150.000 Việt Nam đồng trên 1 kg, thì chúng ta lấy cái giá ship, đúng không ạ? Đây có giá ship, giá ship này thì chúng ta có trong hợp đồng rồi, người ta đã cho rồi đúng không? Chúng ta chỉ tính ra cái gì đơn giá đó trên cái gì đơn khối lượng thôi, là kg, chúng ta đổi ra đúng không? Nhưng ở trong trường hợp này, đây ngược lại, trong trường hợp này người ta lại ghi là gì? Giá bán buôn dự kiến. À, nôm na chúng ta hiểu nha. À, lỡ may tôi ghi chữ giá bán lẻ luôn đi thì nó lại khác một tí nữa nha. À, nhưng mà ở đây người ta cho là gì? Giá bán buôn dự kiến là 165.000 đồng Việt Nam đồng trên 1 kg, thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Giá bán buôn dự kiến này là giá mà người mua lô hàng này sẽ họ sẽ bán ra trong thị trường, và họ bán ra khi hàng hóa đó nằm tại gì? Kho của người mua. Nếu mà nằm tại kho của người mua thì nôm na chúng ta phải hiểu đó là gì? Nó là giá GDP, đúng không ạ? GDP. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta phải tính cái giá dưới đây cũng là gì? Giá GDP, nhớ nha, đúng không ạ? Để trong trường hợp này chúng ta tính giá GDP bằng bao nhiêu? Mà GDP này thì nó bằng cái gì? Ship này, đúng không ạ? Ở đây thì người ta không có yêu cầu liên quan đến vấn đề là các cái chi phí khác, thì mình bỏ qua đi, đúng không ạ? Nhân cho, đúng không ạ? Thuế đúng không ạ? Thuế gì? Thuế nhập khẩu đúng không? Chúng ta phải tính thuế nhập khẩu trước là 10% đúng không ạ? Rồi. Rồi chúng ta cộng cho cái gì? Không, bây giờ chúng ta tính cái thuế nhập khẩu trước đi, thuế nhập khẩu đi, đúng không ạ? Thuế này, cho chúng ta dễ hiểu là thuế này, nhập khẩu lô hàng này đúng không? Sẽ bằng bao nhiêu? Nhập khẩu là gì?
là bằng giá ship này đúng không ạ? Nhân cho gì? Thuế xuất nhập khẩu là gì? 10% đúng không? Giá ship ở đây chúng ta có chưa? Có rồi. Là tất nhiên các em sẽ tính cái này theo cái đồng đô la Mỹ nha, theo cái đồng đô la Mỹ này. Chẳng hạn như tôi lấy đô la Mỹ bao nhiêu? 5,77 đúng không? Nhân cho gì? 0,01 đúng không? 0,1 đúng không? Thì chúng ta sẽ bằng là gì? 0,577 đúng không ạ? Là thuế. Sau đó chúng ta sẽ tính cái thuế đúng không? Thuế thuế gì? Thuế VAT. VAT thì đợt trước mình nói rồi, thuế VAT nó sẽ bằng là gì? Giá ship này đúng không ạ? Cộng cho gì? Thuế nhập khẩu này đúng không ạ? Rồi nhân cho cái gì? Thuế thuế suất VAT là bao nhiêu? Ở đây bao nhiêu? Là 10%. Được chưa? Rồi, chúng ta bằng cái gì? Bằng là bao nhiêu? Ship là 5,77 đúng không? Cộng cho gì? Thuế nhập khẩu chúng ta đến 0,577 đúng không ạ? Rồi chúng ta nhân cho bao nhiêu? 10%. 0,1 thì chúng ta sẽ gì? Tính được cái giá cái thuế VAT. Từ đó chúng ta sẽ tính được cái GDP, được chưa? Đây. Đây nè, tôi đã tính đây rồi. Thứ nhất là gì? Giá nhập khẩu đúng không? Tính theo cái đây nè, bài giảng chúng ta coi trên đây nha. Giá nhập khẩu nè, tính theo cái đơn vị là kg thì đổi ra bằng 2,6 chia cho 0,45, tại vì 1 kg một bao đúng không? Một bao là bằng 0,45. 0,45 đúng không? Kg đúng không ạ? Thì đổi ra. Rồi, thuế nhập khẩu, đây, tôi tính ra đây. Thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT thì tôi tính ra là gì? 0,6358. Do đó giá nhập khẩu sau thuế nôm na là gì? Chính là cái giá gì? Chính là bằng giá gì? GDP đó, đúng không ạ? GDP này, đúng không ạ? Nó sẽ bằng cái gì? Bằng là 6,933. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta áp dụng cái công thức là gì? TNK sẽ bằng là gì? Bằng giá đúng không? Giá GDP đúng không? Tính theo Việt Nam đồng trên 1 kg, chúng ta phải đổi ra đồng nhất đúng không ạ? Rồi chia cho giá GDP đúng không ạ? Tính theo USD đúng không? Trên kg đúng không ạ? Đây. Thì chúng ta có thể tính ra được đây nè. Giá GDP Việt Nam đồng đúng không? Nôm na chúng ta sử dụng cái giá bán buôn dự kiến là gì? Giá sau thuế rồi. Tính theo Việt Nam đồng. Nó sẽ bằng là 165.000 đồng trên Việt Nam đồng trên 1 kg chia cho gì? 6,9938 đúng không? Giá GDP có nghĩa là gì? Giá đã tính sau thuế khi mà đưa hàng hóa này về kho của người mua. Thì chúng ta sẽ tính ra được là 23.592,32 đúng không ạ? Và so với cái tỷ giá ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước đưa ra là gì? 20.000. Thì nôm na chúng ta thấy rằng là gì? Nó lớn hơn, dẫn đến chúng ta có thể kết luận là gì? Là lời đúng không? Lô hàng này nếu mà chúng ta xuất nếu mà chúng ta nhập khẩu về và chúng ta bán trong thị trường trong nước là gì? Lời. Chúng ta lưu ý. Rồi sau khi lời rồi các bạn sẽ tính cho tôi cái độ lời đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế sẽ bằng cái gì? Đây thì chúng ta có rằng là gì? Lợi nhuận đúng không ạ? Bằng doanh thu. Lợi nhuận nhập khẩu sẽ bằng là gì? Doanh thu đúng không ạ? Doanh thu trừ cho chi phí đúng không ạ? Thì chúng ta có này, chi phí ở đây là gì? Người ta nói rằng theo đề bài người ta nói là lãi vay ngân hàng để mà nhập khẩu lô hàng này về thì cái người mua người ta phải vay ngân hàng cái số tiền đúng không ạ? Để nhập cái lô hàng này về với cái lãi suất là gì? 1,5% đúng không ạ? Coi như chi phí họ bỏ ra liên quan tới lãi vay ngân hàng. Thì ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy gì? 165 đúng không ạ? Là giá bán buôn dự kiến này. Trừ cho gì? Trừ cho cái số tiền đúng không mà chúng ta bỏ ra để nhập cái lô hàng này là 6,99 đúng không ạ? Và cái số tiền này thì thông thường các em sẽ thấy rằng là gì? Cái người mua họ vay đúng không ạ? Đây, họ vay cái số tiền này và từ ngân hàng với lãi vay thì chúng ta cũng tính lãi vay ra luôn.
chẳng hạn như là ở đây chúng ta có thể đổi, đúng không ạ? Đổi ra giá Việt Nam đồng là gì? 6,999 38, đúng không ạ? Nhân cho tỷ nhân cho cái gì? Tỷ giá ngoại tệ là gì? 20.000. Thì chúng ta có thể là tính ra được cái giá dự kiến, đúng không ạ? Đây, thì cái công thức tôi tính này là lấy cái gì? Giá bán buôn này trừ cho cái gì? Cái chi phí mà chúng ta phải mua hàng này, đúng không? Cái chi phí này thì chúng ta vay ngân hàng, do đó chúng ta phải trả lại trong vòng 3 tháng, đúng không? Thì chúng ta sẽ ra được cái lãi vay, đúng không? Cái lợi nhuận cho một kg khi mà chúng ta nhập lô hàng này. Và ở đây người ta yêu cầu chẳng hạn như là nếu mà chúng ta nhập bao nhiêu đây? Nhập 100 tấn, điều đó có nghĩa là tiền lời bao nhiêu? Thì chúng ta lấy rằng là gì? Tiền lời này nhân cho nhiều 100, chúng ta đổi ra kg thì nó sẽ được là gì? Tiền lời của chúng ta sẽ là gì? 2,449,455,000 thì đó là cái cách mà chúng ta tính. Ở cái tỷ giá nhập khẩu thì chúng ta lưu ý rằng là gì? Chúng ta phải coi thử là cái đề bài người ta cho là gì? Giá nhập khẩu là giá bán buôn hay là giá gì? Giá ship hay là gì? Có một số trường hợp người ta cho giá bán lẻ nữa, thì chúng ta cũng cần phải biết được. Thì nếu mà giá bán lẻ thì nó có thêm một cái thuế, thực ra là tính theo thuế. Giá bán buôn, giá bán lẻ thì nó sẽ có là gì? Chúng ta phải tính thêm một cái thuế gọi là thuế giá trị gia tăng ở trong nước, khi mà buôn bán hàng hóa trong nước, thì cái đó ít khi mà tôi ra cho các em lắm. Tuy nhiên trong đề bài chúng ta chuẩn bị làm kiểm tra thì nó sẽ có một cái phần để chúng ta biết được rằng là cái cách tính giá như thế nào, thì chúng ta làm thử mà biết. Rồi, ở phần này có ai thắc mắc gì không? Liên quan tới tỷ giá xuất nhập khẩu có ai thắc mắc gì không? Các bạn đã hiểu chưa? Dạ thầy ơi, cho em hỏi là ở cái phần hồi nãy, cái phần xuất khẩu ấy, thì cái lãi vay tính vào trong giá FOB luôn, mà sao qua nhập khẩu thì cái lãi vay nó lại chỉ tính ở doanh thu mà không tính ở trên giá DDP luôn ạ? Thực ra cái lãi vay đó tính theo giá DDP đó chứ. Đây nè, thực ra cái lãi vay, các em lưu ý là lãi vay ngân hàng, cái đúng không? Lãi vay ngân hàng là gì? Là chính là cái giá giá đây là gì? Giá DDP đó chứ. Nè, có nghĩa rằng là gì? Người ta vay toàn bộ, đúng không? Người ta vay toàn bộ ngân hàng cái chi phí này để gì? Mang hàng hóa đó về kho của người mua, kể cả các cái chi phí liên quan đến vấn đề là nhập khẩu, chẳng hạn như đóng thuế. Đây đây, đó lý do tại sao mà giá nhập khẩu sau thuế trên 1 kg chính là giá DDP nè, đúng không ạ? Và cái này người ta cũng vay luôn. Thì tất nhiên là người ta vay cái này thì người ta sẽ tính theo lại cái này, chứ người ta không có tính theo là giá ship. Em hiểu không? Còn trong trường hợp, đây là trong trường hợp, chẳng hạn như trong trường hợp mà mình nói rằng là gì, họ vay ngân hàng để mua tới giá ship mà thôi, thì lúc này chúng ta sẽ lấy giá ship để chúng ta nhận. Còn vấn đề là trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là gì, người ta vay toàn bộ, chẳng hạn là chi phí để mua hàng hóa đó theo giá ship, rồi người ta vay luôn để gì, đóng thuế xuất nhập khẩu cũng như là cái thuế nhập khẩu cũng như là thuế giá trị gia tăng, thì lúc này chúng ta coi như là gì, chúng ta phải lấy giá DDP này tính với cái lãi vay. Chúng ta hiểu không? Em hiểu chưa? Bạn Tiên, em mới hỏi phải không? Có bạn nào mới hỏi? Không, dạ không, không phải em. Vậy bạn nào mới hỏi đã hiểu chưa? Dạ thầy, không, ý của em là tại vì cái hồi nãy xuất khẩu ấy, thì T xuất khẩu là giá phát nó gồm cả lãi vay luôn, nhưng mà về phần này á, T nhập khẩu của thầy là chỉ lấy 6,999938 mà nó chưa gồm lãi vay á thầy. Không, các em lưu ý rằng là cái vại lãi vay này nó lại tính theo cái Việt Nam đồng. Dạ em ok rồi. Yeah, ok rồi thầy. Có nghĩa rằng là cái lãi vay này nó nằm trong trong cái số là đâu? Trong cái số là 100 166 này này.
đúng không ta? Để mình coi thử. À không, cái lãi vay này là họ họ em hiểu không? Có nghĩa là gì? Họ vay theo đô la Mỹ. Hiểu không? Thế này, lãi vay này là họ họ vay theo đô la Mỹ để mà họ họ nhập khẩu lô hàng này về. Còn cái ở cái điều kiện xuất khẩu đó là các em lưu ý là nhớ nè, cái lãi vay ở trong xuất khẩu thì họ vay để mà gì? Họ mua hàng hóa đó, họ trả chi phí đó dưới dạng là Việt Nam đồng. Đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Họ vay ngân hàng, tôi lấy ví dụ như là tôi muốn xuất khẩu một lô hàng đó, đúng không ạ? Thì tôi chẳng hạn tôi là một nhà nông sản thì tôi sẽ vay tiền ngân hàng để tôi mua hàng hóa để tôi xuất khẩu, đúng không? Thì cái giá đó, cái lãi vay đó người ta lại tính vào trong cái lãi vay của giá phốt theo Việt Nam đồng. Còn ở đây á, trong trường hợp nhập khẩu thì tôi lại đi vay ngân hàng để tôi trả tiền cho cái ông xuất khẩu, thì lúc này là tôi sẽ vay ngân hàng dưới dạng là tiền đô la Mỹ. Có nghĩa là các em hiểu không? Ngược lại thì nó, chúng ta là vay ngân hàng trong lãi là đô la Mỹ, dẫn đến trong trường hợp này này, đây trong cái PKP này người ta sẽ lấy về 165 là cái giá bán dự kiến mà chúng ta sẽ bán cái lô hàng này, chúng ta trừ cho, đúng không? Tại vì chúng ta vay bằng đô la Mỹ nên chúng ta sẽ gì? Đây nhân với lại 20.000. Nôm na chúng ta hiểu như thế này, nếu mà xuất khẩu thì nôm na chúng ta sẽ tính cái lãi lãi vay ngân hàng đó vào cái giá FOB theo cái giá Việt Nam đồng. Còn nếu như mà chúng ta vay theo cái kiểu là nhập khẩu thì chúng ta tính cái lãi vay đó vào trong theo cái đơn giá là gì? Giá tùy thuộc vào cái vấn đề là giá bán buôn thì chúng ta tính theo GDP. Nếu mà giá chẳng hạn như tại trên tàu tại cảng cảng nhập thì chúng ta tính theo giá ship của cái đồng ngoại tệ. Chúng ta hiểu không? Bạn nào vừa hỏi có hiểu không? Dạ rồi Rồi rồi, nói tóm lại là còn ai thắc mắc gì không? Nếu mà không có thắc mắc thì lưu ý như thế này, các em vào trong LMS. Chúng ta vào LMS chưa? Trong cái phần tỷ giá xuất nhập khẩu. Trong cái phần tỷ giá xuất nhập khẩu, được chưa? Chúng ta sẽ thấy có hai bài. Và chúng ta làm cho mình hai bài này, hạn sẽ tới 12 giờ đi, mình sẽ ra hạn tới 12 giờ. Rồi. Chúng ta nắm được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc thì coi như là chúng ta kết thúc buổi học hôm nay, ngày hôm nay nha. Ở 12 giờ trưa nay thôi. Tới 12 giờ.